Chiều qua, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết có buổi kiểm tra các dự án cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê, Liên Chiểu, gồm dự án tuyến cống thoát nước Khe Cạn đoạn từ Chợ Chiều đến khu dân cư Phước Tường, quận Cẩm Lệ và dự án tuyến đường trục 1 Tây Bắc. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Đến kiểm tra dự án cải tạo xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, sau cơn mưa lụt vừa qua cho thấy vấn đề xử lý thoát nước là hết sức quan trọng, cho nên các nhà thầu phải nỗ lực tích cực trong thi công tại dự án. Trước mắt yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì cùng với Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố khẩn trương điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với thực tế, tính toán đầy đủ các thông số kỹ thuật, đồng thời mời tư vấn độc lập để khảo sát đánh giá lại. Việc điều chỉnh thiết kế phải sớm thông qua Ủy ban Nhân dân thành phố để sớm báo cáo lại với Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Và về nguyên tắc là Ban Quản lý phải rút kinh nghiệm những vấn đề này. Chứ còn cứ liên tục như thế này là tôi nói thật là khó lắm. Bây giờ tính toán lại cái khẩu độ chỗ này, chứ không khéo là giải quyết được cái việc này thì là đẩy cái ngập về cái chỗ khác. Thì anh Hưng phải cho tính như thế này. Không khéo là anh đẩy vô này rồi bữa anh lại đề xuất một cái công trình đầu tư mở rộng thêm cái cống điện phủ qua nữa thì cũng khốn khổ. Phải đảm bảo nguyên tắc là ảnh hưởng tới nhà dân, phải hết sức chú ý cái biện pháp thi công ảnh hưởng nhà dân. Còn nếu ảnh hưởng nhà dân thì cũng phải làm sao đó mà đánh giá cái đền bù hỗ trợ cho người dân. Tại dự án tuyến cống thoát nước Khe Cạn từ Chợ Chiều đến khu dân cư Phước Tường, quận Cẩm Lệ, dài hơn 1.300 m, đến nay nhà thầu đã thi công hoàn thành đạt 81% khối lượng, đoạn thi công còn lại gần 250 m, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất với các báo cáo đề xuất của Ban Quản lý dự án và yêu cầu đến ngày 31 tháng 12 hoàn thành dự án. Đối với dự án tuyến đường trục 1 Tây Bắc, đoạn từ nút giao thông ngã ba Huế đến bệnh viện Ung Bướu, đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến quốc lộ 1A và đoạn nối đường Nguyễn An Ninh từ nút giao quốc lộ 1A đến đường sắt. Dự án khởi công tháng 6 năm 2019, đến nay bàn giao mặt bằng 44 trên 52 hồ sơ. Hiện công trình dừng từ tháng 7 năm 2020 do không có mặt bằng để thi công. Nguyên nhân là do giá đền bù theo quy định còn thấp, đồng thời hồ sơ pháp lý nhà đất không đầy đủ, phương án đền bù chưa thống nhất giữa các đơn vị liên quan. Do đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai công tác giải tỏa đền bù đối với dự án. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần xây dựng chuyên đề thống nhất các phương án xử lý để chỉ đạo triển khai, tập trung rà soát lại các đoạn tuyến của dự án để giao mặt bằng cho nhà thầu tổ chức thi công. Trước mắt phải hoàn thành đoạn cuối tuyến đường Nguyễn An Ninh. Ngoài ra giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu lắp đặt một số đèn tín hiệu giao thông ở một số ngã ba ngã tư đã hoàn thành của dự án. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh phải quyết liệt triển khai dứt điểm công tác giải tỏa đền bù lẫn phương án thi công để sớm hoàn thành các dự án.